Xin chào quý nhà đầu tư. Trong đầu tư chứng khoán, việc học từ người thành công nhất thường mang lại những cái hiệu quả cao nhất. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn 5 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của ngài Warren Buffett. Từ đó chúng ta rút ra được những cái kinh nghiệm, những cái chỉ báo để có thể ứng dụng vào việc đầu tư của mình thành công hơn. Thì sau đây tôi cùng với các bạn sẽ vào từng cổ phiếu một. Trước tiên, cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của ngài Warren Buffett chính là cổ phiếu Apple. Thì cổ phiếu này có một số với chỉ số cơ bản như sau: PE thì bằng 20,2 lần, vốn hóa thị trường, đây là cổ phiếu đang có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới với 1.110 tỷ đô đó. Và tiếp theo, ngài Warren Buffett thì sở hữu khoảng 62,5 tỷ đô cổ phiếu của công ty này, và ngài cũng là cổ đông lớn nhất của Apple tính cho đến nay. Vậy lý do gì mà ngài mua cổ phiếu Apple? Qua tìm hiểu nghiên cứu của AFIN chúng tôi cho thấy rằng có hai cái lý do chính, đó là lợi thế cạnh tranh về thương hiệu của Apple rất mạnh. Nói đến Apple là nói đến sự chuẩn chỉ, nói đến chất lượng tuyệt đỉnh và nói đến đẳng cấp rồi. Và cái yếu tố lợi thế cạnh tranh thứ hai, đó là Apple sở hữu cho mình một cái hệ sinh thái rất là đầy đủ, khép kín và vô cùng là bức thiết, vô cùng là cần thiết đối với người sử dụng sản phẩm của Apple. Ví dụ như tôi chẳng hạn, nếu tôi sử dụng điện thoại Apple, máy tính Mac, đồng hồ Apple Watch và tôi sử dụng iCloud, khi tôi sử dụng nó thì tôi sẽ up các cái dữ liệu của mình lên đấy hết. Chính vì thế cho nên là tôi có thể sử dụng điện thoại di động để truy cập vào bất kỳ nơi nào. Nếu mà tôi chuyển đổi sang một cái sản phẩm khác, ví dụ Samsung chẳng hạn, nhất định là tôi sẽ phải đánh đổi rất nhiều cho cái việc đó. Thì đây là một trong những cái hệ lợi thế rất là mạnh giúp cho người tiêu dùng ngày càng gắn chặt hơn với Apple. Ngoài ra, Apple cũng tận dụng cái hệ sinh thái này, họ bổ sung rất là nhiều các sản phẩm hữu ích cho người dùng, từ đó tạo cho người dùng được cái lợi ích cao hơn. Và khi người dùng càng nhiều thì Apple lại càng bổ sung nhiều cái lợi ích như thế, và cuối cùng là người dùng sẽ gắn chặt liền với Apple. Thì cổ phiếu thứ hai trong cái danh mục của ngài Warren Buffett đó là cổ phiếu của ngân hàng Bank of America hay là cổ phiếu là BAC. Thì cổ phiếu này hiện đang có cái PE khoảng 11,69 lần. Ngài Warren Buffett mua cổ phiếu này từ cái thời khủng hoảng năm 2008-2009, vì đây là một doanh nghiệp cũng rất là tốt. Thì cái giá trị ngài Warren Buffett sở hữu tính đến nay là khoảng 29,9 tỷ đô la. Vốn hóa thị trường của cái công ty này hiện đạt khoảng 288 tỷ đô la. Và lợi thế cạnh tranh của ngân hàng này thì đây là một ngân hàng đứng thứ hai ở Mỹ, có cái sức mạnh tài chính rất là bền vững và có tỷ suất trả cổ tức khá là cao, khoảng 3% tiền đô la đấy. Thì đây là một trong những ngân hàng hiếm hoi trả cổ tức cao như vậy ở trên thế giới. Tiếp theo, cổ phiếu thứ ba mà ngài Warren Buffett sở hữu trong danh mục của mình đó là cổ phiếu Coke, tức là của Coca-Cola đấy. Ngài Warren Buffett đã sở hữu Coke từ những năm 1990 và cho đến nay riêng giá trị cổ phiếu Coke của ngài Warren Buffett cũng tăng đâu đó khoảng hơn 20 lần. Ngoài ra, ngài cũng đã nhận được rất nhiều cổ tức từ Coca-Cola trong suốt khoảng gần 30 năm nắm giữ vừa rồi. Thì với cổ phiếu này thì PE hiện tại đang được giao dịch với giá trị là 29,92 lần, và giá trị ngài Warren Buffett nắm là 21,3 tỷ đô la, tương đương với khoảng hơn 9% cổ phần. Và vốn hóa hiện tại của Coke là 230,29 tỷ đô la. Vậy Coke có cái lợi thế cạnh tranh gì mà ngoài Warren Buffett lại nắm giữ lâu như vậy và là cổ đông lớn nhất của công ty đó? Đó là lợi thế nhờ cái thương hiệu của Coke rất mạnh. Đây là một thương hiệu đã có trên hơn 100 năm tuổi đời và nó vẫn luôn là một cái thương hiệu hàng đầu trong cái lĩnh vực nước uống có ga. Thì công ty này chiếm tới 40% thị phần nước uống có ga tại Mỹ và 50% thị phần nước có ga trên toàn thế giới. Và nói đến nước Mỹ thì người ta không thể không nói đến Coke được. Và chính vì cái doanh nghiệp này vô cùng nổi tiếng như vậy và in đậm luôn vào tâm trí người tiêu dùng, do đó nó sẽ mang lại những cái kết quả kinh doanh rất là bền vững cho ngài Warren Buffett. Ngoài ra, hiện nay thì Coke cũng là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt tương đối cao, mang lại cái dòng tiền đều rất tốt cho ngài Warren Buffett có thể mang đi tái đầu tư vào những cái cơ hội khác.
Và cổ phiếu lớn thứ tư trong danh mục của ngài Warren Buffett đó là cổ phiếu Wells Fargo, tức là đây là một trong những ngân hàng cũng hàng đầu của Mỹ. Cái chỉ số PE của cổ phiếu Wells Fargo này hiện nay rất là hấp dẫn, chỉ có 11,12 lần thôi, thấp hơn khá là nhiều so với cổ phiếu Vietcombank của chúng ta lên đến 30 lần. Tiếp theo, cái giá trị mà ngài Warren Buffett nắm giữ hiện nay là khoảng 21,5 tỷ đô la. Thì cổ phiếu Wells Fargo này được ngài Warren Buffett cũng nắm giữ lên đến 450 năm rồi. Và cái giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu này hiện đang là 227,22 tỷ đô la. Vậy Wells Fargo có cái lợi thế cạnh tranh đặc biệt nào mà ngài Warren Buffett nắm những 40 năm như vậy? Thì đó là uy tín của Wells Fargo rất cao, có thể nói là cao nhất ở nước Mỹ. Và quản trị rủi ro của ngân hàng này thì cũng là số 1 ở Mỹ, với cái chất lượng tài sản rất tốt đó. Và ngoài ra thì đây cũng là một trong những bank lớn nhất của Mỹ, với vị trí thứ 4 trong cái bảng xếp hạng các bank lớn nhất ở Mỹ. Và cổ phiếu thứ 5 trong danh mục của ngài Warren Buffett đó là cổ phiếu American Express. Thì đây là một cái cổ phiếu được ngài Warren Buffett giữ và yêu thích gần như là nhất trong cái danh mục của ông ấy, và ông ấy luôn luôn mong muốn giữ cổ phiếu này đến mãi mãi. Và hiện nay cổ phiếu này đang giao dịch được với mức PE là 14,3 lần. Giá trị mà ngài Warren Buffett nắm giữ ở cổ phiếu này là 17,85 tỷ đô, vốn hóa thị trường của công ty này khoảng 96,77 tỷ đô. Tức là ngài Warren Buffett là cổ đông lớn nhất của công ty này đấy. Ông ấy sở hữu sấp xỉ 20% toàn bộ cổ phần của doanh nghiệp này. Vậy doanh nghiệp này có những cái lợi thế cạnh tranh gì mà ngài Warren Buffett lại yêu thích đến vậy? Đó chính là đây là một doanh nghiệp số 1 về cái mảng thanh toán thẻ tín dụng. Bên cạnh đó thì họ rất là mạnh trong cái mảng du lịch của mình. Đó, chỉ trên đây là top 5 cổ phiếu lớn nhất trong cái danh mục đầu tư của ngài Warren Buffett. Thì tôi xin rút lại một số cái đặc điểm chính để ngài quyết định đầu tư vào những cái cổ phiếu này như sau. Trước tiên, đây là những cổ phiếu đồng hành của nó. Thứ hai, đây là những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Thứ ba, các cổ phiếu này thì có cái ban quản trị được đánh giá rất là cao. Và cuối cùng, thứ tư, những cổ phiếu này là những cổ phiếu có chất lượng tài chính tốt và mang lại những cái dòng tiền rất là ok để ngài Warren Buffett có thể sử dụng nó. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn đầu tư hiệu quả và thành công cao.